Cà phê pha sữa cho là thức uống vốn được nhiều người yêu thích. Mỗi lần đi uống nước với bạn bè hay vào những quán cà phê về hè, chúng ta thường có thói quen gọi ly cà phê, sữa hoặc đá để uống. Thông thường, chúng ta sử dụng những ly cà phê ngoài quán và được pha theo một công thức ước lượng bằng mắt, nên để có một ly cà phê quý tộc thì không phải ai cũng có lần được thưởng thức. Để có thể uống được một ly cà phê quý tộc, chúng ta có thể làm những cách sau đây. Trước hết, chúng ta phải chuẩn bị một chậu cát nóng cho cà phê vào và lắc đều trên cát. Đến khi cà phê nóng lên và cho đường sữa, tùy từng sở thích của mỗi người. Chưa tìm một chỗ ngồi thích hợp để chương trình được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin thông báo, chương trình để họp báo chuẩn bị bắt đầu. Xin quý phần quý hay còn có cách khác là pha chế cà phê trên những chiếc máy pha cà phê được ép lên nước cà phê với một tỷ lệ 70-30, cũng sẽ cho ra những ly cà phê cappuccino hấp dẫn như thế này.